FTX, sàn giao dịch kiện tiền kỹ thuật số lớn thứ ba trên thế giới đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ sau khi không thể đạt được một thỏa thuận giúp công ty này giải quyết khó khăn tài chính. Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành FTX, Sam Bankman Frieder cũng đã từ chức. Hồi đầu năm nay thì FTX được các nhà đầu tư định giá là 32 tỷ đô la Mỹ, nhưng đến nay đang đối mặt với khoản nợ là 7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, nền tảng tài chính Alameda Research, một công ty liên kết của FTX cũng đang bất ổn khiến những khó khăn tài chính của FTX càng nhân lên. Trên thực tế, thì FTX bắt đầu rơi vào khủng hoảng từ vài tháng trước khi mà nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Bankman Frieder mạo hiểm tung ra các khoản cho vay khẩn cấp trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ để cứu các công ty cùng ngành bên bờ vực phá sản. Khi nhận thấy khủng hoảng có dấu hiệu nghiêm trọng, FTX đã tìm cách dàn xếp thương vụ mua bán và sát nhập với hai sàn giao dịch lớn hơn là Binance và OKX. Tuy nhiên, cả hai sàn đều đã chính thức từ chối mua lại FTX Động thái khiến thị trường tiền kỹ thuật số lao dốc mạnh và đẩy đồng Bitcoin rơi xuống mức thấp nhất trong 2 năm trở lại đây. Giới chuyên gia cảnh báo hiện đã có những dấu hiệu sớm cho thấy sắc đỏ có thể tiếp tục lan rộng trên thị trường tiền kỹ thuật số và ảnh hưởng sang cả các thị trường khác như chứng khoán. Giới chức quỹ cho biết sẽ sớm điều tra FTX.